Hello, xin chào các bạn đã quay lại với thủ tục Excel nhé. Trong video clip này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đếm số lần xuất hiện của một từ hoặc là một cụm từ trong một cái văn bản Excel. Ok, thế thì làm sao chúng ta làm được cái thao tác này? Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm luôn nhé. Mình có một cái file Excel như thế này. Đây, ở đây á, mình có một cái nội dung bao gồm một số cái từ khóa ở đây. À, ở đây là cái ô sẽ chứa cái từ khóa và mình sẽ đếm số lần xuất hiện của cái ô này. Thế thì làm sao để mình biết được đó là có bao nhiêu cái từ khóa, ví dụ là từ khóa video đi, mình đã bôi đỏ lên cho các bạn xem đó, thì nó có bốn từ video đúng không, làm sao mình đếm được số lần xuất hiện của nó? Thì trước hết đó các bạn ạ, mình sẽ cần phải xác định được cái độ dài của cái chuỗi này và độ dài của cái chuỗi khi mà nó không chứa cái từ khóa video. À, mình sẽ trừ cái độ dài của hai cái chuỗi đó với nhau nhé. Trước hết là các bạn, mình sẽ cho cái, xin lỗi, mình cho cái này nó lên trên đi ha. Rồi, trước hết mình sẽ lấy cái độ dài của cái chuỗi ban đầu. Các bạn sẽ nhìn nhìn giúp mình nha. Đó, cái độ dài của cái chuỗi ban đầu. Các bạn sẽ để ý coi. À, nó là 214 ký tự. 214 ký tự nha. Rồi, sau đó mình sẽ xác định cái độ dài của cái chuỗi khi mà nó không chứa cái từ khóa video là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ lên nè. Sau đó mình sẽ chọn là Substitute. Substitute là cái bài mà mình đã làm quen trong với nhau trong cái bài số 55, 56 gì đó. Các bạn xem lại giúp mình nha. Đó là chúng ta có thể biến thay để thế một cái chuỗi văn bản thành thay thế một cái chuỗi văn bản thành một cái chuỗi khác. À, ví dụ đây mình sẽ chọn cái ô là ô từ khóa này, tí nữa mình sẽ đánh cái ô từ khóa này và mình biến cái từ khóa đó thành rỗng thì mình sẽ biết được cái độ dài nó là bao nhiêu. Ví dụ như hiện giờ là chưa có từ khóa gì hết, nó là 214, nhưng khi mình có cái từ khóa là video ở đây là 194, nghĩa là nếu như cái chuỗi mà không chứa cái từ video á là nó có 194 ký tự. Vậy thì mình sẽ lấy cái độ dài của cái chuỗi ban đầu là độ dài này nhé, mình trừ đi cái chuỗi mà nó không chứa cái từ khóa video. Vậy thì mình có là 214 chia cho 194 gì đó là nó sẽ thành 20, nghĩa là tổng số lượng từ của cái từ video xuất hiện trong đây đó là 20 đúng không? Mà rõ ràng là mình có bốn cái chữ video, các bạn thật để nè, mỗi một cái chữ video á là nó có 5 5 ký tự, 5 ký tự đúng không? Vậy thì bây giờ mình rất là đơn giản, để biết được số lượng ký tự á, các bạn chỉ cần chia lấy nguyên cái kết quả này nè. Các bạn lấy nguyên kết quả này nhé. Các bạn lấy ra được cái độ dài của tất cả những cái lần mà nó xuất hiện cái từ video, các bạn cộng lại với nhau rồi đó. Các bạn chia cho mình cái độ dài của cái từ. Ví dụ độ dài của từ của mình là từ khóa video mình chọn ở đây nhé. Đây, đó. Các bạn có thể gõ luôn cái từ khóa vào đây cũng được. Các bạn gõ luôn từ khóa vào đây cũng được, nhưng mình tách ra để cho các bạn dễ hiểu hơn một chút để mình thấy được cái số lần xuất hiện nhé. Ok, mình enter thì đây. À, số lần xuất hiện của cái từ khóa video nó là 4 lần. Nó là 4 lần trong cái chuỗi này. Bây giờ mình cố tình mình lấy một cái từ khóa khác, đó là mình từ trong đi. Mình xem cái từ trong nó có mấy lần nhé. Cụm từ khóa lặp lại 3 lần có được gọi rồi. Ok. Đây nè, trong tiêu đề video nè, trong thẻ tag của video nè và trong mô tả của video. Thì bây giờ mình cứ thử từ khóa là trong. Thì bây giờ mình sẽ để trong viết thường. Trong viết thường thì nó sẽ có hai chữ. Đây, được gợi ý trong trong viết thường là có hai chữ nhé các bạn. Rồi ở đây mình sẽ cố tình là mình sẽ viết là trong viết hoa nữa. Đó. Trong viết hoa thì nó cũng có hai chữ. Thế thì làm sao các bạn có thể mà cho nó không phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn? Không phân biệt chữ hoa chữ thường. Thì nếu mà các bạn muốn không phân biệt chữ hoa chữ thường á thì ở trong đây nè các bạn sẽ xem lại giúp mình một cái hàm, đó là trước khi chúng ta tính độ dài của những cái chuỗi này đúng không? Thì chúng ta sẽ cho nó về chữ hoa hết, cho nó về chữ hoa hết nhé, cho nó về chữ hoa hết. Thì sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm việc. Đấy, chỗ này nhá. Đây, chỗ này là các bạn chỉ cần là cho nó về về chữ hoa hết, chữ hoa hết là uppercase đúng không? Upper đây, chỗ này A2. Rồi, các bạn có thể là upper chỗ này là P2. Cái này thì mình nói thêm thôi. Thật ra nếu mà các bạn muốn xác định một cái từ khóa mà nó không cần phân biệt chữ hoa chữ thường á thì như hồi nãy là xong. Nhưng bây giờ các bạn thấy nè, chữ trong mình á có hai chữ trong viết thường, trong chỗ nè, trong ba nơi nè, đó. Rồi trong mô tả là hai chữ trong viết thường và có hai chữ trong có chữ T viết hoa. Thì bây giờ mình muốn làm được cái thao tác đó thì mình phải upper cái A2 và upper cái từ khóa, nghĩa là upper là viết hoa hết, chuyển cái chuỗi mình sang viết hoa hết và cái từ khóa mình cũng sẽ được chuyển sang viết hoa hết. Đó. Thì sau đó mình mới tính ra được cái độ dài
của những cái lần xuất hiện cái từ trong ở trong cái video của mình. Rồi sau đó mình sẽ lấy tổng cái độ dài đó, mình chia cho số lượng ký tự ở trong cái từ khóa là mình sẽ ra được thôi. Bây giờ mình thay thế một chút nha, mình lấy từ lặp đi, từ lặp xem nó có mấy lần. À, lặp nó có một lần thôi. Từ cụm đi, đó, từ cụm cụm có mấy lần, một lần. Rồi mình là cụm từ đi, cụm từ thì có một lần đúng không? Mình thêm một cái nữa nha, đó là bạn đi, từ bạn đi xem coi nó có mấy từ bạn, có hai từ bạn đúng không? Đó. Rồi như vậy thì các bạn sẽ xác định được rằng đó là cái cách để chúng ta đếm số lần xuất hiện á, là các bạn sẽ tìm ra được cái độ dài của chuỗi ban đầu, các bạn trừ đi độ dài của cái chuỗi mà nó không chứa cái từ khóa của mình, thì các bạn lấy cái độ dài mà sau khi hai cái đó trừ với nhau á, các bạn chia cho độ dài của từ khóa, là chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được số lần xuất hiện của cái từ khóa đó trong cái chuỗi văn bản của các bạn. Tất nhiên là trong Excel những cái version mới nó có những cái hàm các bạn có thể biết được luôn số lượng từ khóa xuất hiện nó là bao nhiêu, nhưng không phải bản Excel nào cũng có. Do đó mình muốn giới thiệu với các bạn cái cách làm này, mình mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video video clip này của mình. Rất mong các bạn sẽ đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực phát triển những cái video clip tiếp theo nhé. Và nếu có câu hỏi, có thắc mắc, có comment, các bạn vui lòng comment phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn nhé. Và ngay bây giờ trên màn hình có một số cái video bên trái hoặc bên phải. Các bạn hãy click chuột vào để tiếp tục xem những cái thủ thuật khác về Excel nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào.